Xin kính chào tất cả quý vị khán giả và các bạn đã trở lại với kênh của Cali Sài Gòn và Thương Nhớ Sài Gòn. Xin chúc cho tất cả quý vị được nhiều sức khỏe. Vâng, hôm nay chúng ta sẽ nói về Hồng Loan khi lên sân bay đi Úc với chương trình Ngôi Sao Phương Nam ha, cùng với anh hai Vũ Lân và Ni nè, với lại Quy Sang nè. Wow, rất là vui khi đi thấy người con gái duy nhất của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh một ngày càng tiến bộ, một ngày càng thăng hoa trên con đường nghệ thuật của mình, và bây giờ được đi sang bên Úc lưu diễn. Wow, phải nói thật là ở nơi sân bay là chật người luôn, rất là nhiều anh em YouTuber, cả mấy chục người anh em YouTuber ra ngoài đó quay, và khán giả đứng gần đó người ta xem và người ta vui, người ta mừng cho con gái của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Tại sao một người đi qua bên Úc đường đường chính chính với những cái poster bự rỡ ràng, bạn các bạn ha, rực rỡ, đi công khai, đi mà có bầu số mời, còn có một số người khác thì không được như vậy à, rồi thì họ lên trên mạng xã hội và lên trên YouTube, họ bêm Hồng Loan, bêm chị Ni. Cái chuyện đó là chuyện bình thường à. Tại sao tôi gọi là bình thường? Tại vì trâu cột thì thường thường hay ghét trâu ăn à, cái nghĩa là người ta nói là cái bằng sân si đó, ghét ăn tức ở một chút xíu à, vấn đề đó. Và chúng ta bỏ qua những chuyện không vui đi, chúng ta nói lấy vấn đề mà sắp sửa cái chuyến lưu diễn của Hồng Loan đây nè. Một người con gái đã cam khổ ba mươi mấy năm, bây giờ ba để lại tất cả khán giả cho đứa con gái này, và cô ta càng ngày thì càng chững chạc, càng được nhiều người yêu mến hơn, nhất là giọng ca nhạc của Hồng Loan. Nó không lẫn vào bất cứ một ca sĩ nào, mặc cho cô ấy không có qua trường lớp quốc nghệ nào, không phải là trường đào tạo sân khấu, trường chính quy hay là bất cứ cái trường nghệ thuật sân khấu nào hết. Nhưng phải nói rằng là giọng ca của Hồng Loan rất là dễ mến, nó đi vào lòng người. Những cái chữ của Hồng Loan dùng á, phải nói là như thế nào vậy, khi mà chúng ta nghe cái giọng khàn khàn nó xót xa lắm, nó tha thiết. Chắc có lẽ cuộc đời của Hồng Loan cũng trải qua nhiều cái gian trưng cho nên cô ấy mới được là như vậy. Bây giờ chúng ta thử nghe Hồng Loan ca giọng cổ nghe các bạn ha. Nào quý vị nghe Hồng Loan ca giọng cổ nè. Wow, hay chưa? Bạn nghe không? Cũng xuống hò cũng ngon lành lắm chứ bộ, đâu có thua ai gì đâu các bạn ha. Rồi để mình xem nè. Cái đoạn này là đoạn mà lúc mà đi qua Hồng Loan bắt đầu ra phi trường. Và nhiều người đón tiếp lắm các bạn ơi. Mà mình tự nhiên mình thấy cái đây một có cái hình ảnh rất là dễ thương, là vợ của Quy Sang Bolero khóc à, chồng đi hát lưu diễn mới vắng mặt 2 tuần lễ thôi, sắp sửa vắng mặt 2 tuần lễ mà vợ Quy Sang đã khóc các bạn, khóc sụt sùi rồi. Đi nhớ chồng, chắc có lẽ là từ khi mà hai vợ chồng lấy nhau cho đến giờ thì chưa bao giờ họ xa cách giây phút nào cả. Chắc có thể đây là lần đầu tiên Quy Sang đi xa nhà tận tới 2 tuần lễ, cho nên cô vợ này đưa tiễn chồng mình ra phi trường mà giống như là tiễn chồng đi hành quân nhập ngũ, hay là đi ra chiến trường mặt trận ở Kuwait hay là Campuchia hay sao đó, khóc nức nở sụt sùi. Nhưng mà cái khóc của vợ của Huy Sang rất là dễ thương. Đây mới là những cái tình cảm chân quý nè các bạn ha. Tại vì nếu mà không yêu chồng mình, không hết dạ hết lòng á, thì không có những tình cảm mà thân thương như vậy đâu. Tôi nghĩ chắc chắn là 100% như vậy á. Không phải tôi ý tôi muốn nói là khi mà trái tim mình đó là chỉ có hình bóng người ấy ngày và đêm, từng giờ từng giây từng phút một, thì
mới thổ lộ được tâm tình trước mặt tất cả các những người xung quanh. Nó bộc lộ tự nhiên lắm, khóc mà khóc sụt sùi, khóc thấy nó dễ thương vô cùng luôn á. Ra phi trường kỳ này thì có anh hai Vũ Lân ha, rồi Ni ha, rồi Hồng Loan. Nhân tiện đây cũng cảm ơn tất cả các anh em YouTuber đã đến ngay chỗ cái phi trường sân bay Tân Sơn Nhất International Tân Sơn Nhất để có những cái thước phim về Hồng Loan và Ni cũng như anh hai Vũ Lân lên sân bay để đi Úc trình diễn. Thật ra Úc với lại Việt Nam cũng gần lắm các bạn. Họ chỉ bay khoảng cỡ 8 tiếng rưỡi cho tới 9 tiếng đồng hồ là tới nơi rồi. Còn mà Mỹ mà về Việt Nam là đoạn đường tới 20 tiếng rồi. Úc thì có một đoạn có 9 tiếng không à? Đại khái là như vậy, mới có một phân nửa của từ Mỹ về Việt Nam thôi. Ở Mỹ về Việt Nam á, có những cái chuyến bay chẳng hạn như là mình đi may mắn ở California thì đến San Francisco, nếu mà mua vé máy bay Việt Nam á thì bay thẳng luôn từ San Francisco về tới Việt Nam, có lúc là 13 tiếng mấy, có lúc là 15 tiếng, tôi không hiểu sao có lúc là như vậy. Bởi tôi về thì 15 tiếng nhưng mà có người vừa về nói tôi nghe thì chỉ có 13 tiếng à, thì tôi không hiểu lý do. Còn nếu mà mình quá cảnh á, quá cảnh Đài Loan, quá cảnh Nhật, Hàn Quốc, Hồng Kông thì tương đối là hơi xa hơn, khoảng cỡ 20 tiếng hoặc 22 tiếng là như vậy. Nhưng mà có những người cũng ở nước Mỹ nhưng mà phải bay gần 30 tiếng lận. Chẳng hạn như là họ ở những tiểu bang Florida, ở những tiểu bang Connecticut, Georgia, đại khái những cái tiểu bang xa đó các bạn. Thì họ mà muốn về Việt Nam á, là họ phải bay về Cali. Họ phải bay về Cali hay là bay qua Texas gì đó. Họ về đây là một chuyến bay rồi. Mà một, các bạn biết rằng nước Mỹ nó lớn lắm. Từ một tiểu bang khác mà bay một tiểu bang khác nhiều khi bay tới 4-5 tiếng nữa. Rồi xong xuôi rồi cái Cali, rồi họ phải bay qua bên Đài Loan. Đại khái là như vậy. Rồi từ Đài Loan họ phải bay về Việt Nam. Rồi có những người mà ở ngoài Huế á, các bạn, hay ở ngoài miền Bắc á, rồi họ phải bay nữa, rất là gian nan cực khổ luôn á. Rồi bây giờ chúng ta đọc lại những lời bình luận cắt cánh cho Hồng Loan và Ni trước khi lên máy bay các bạn ha. Một cô tên là MTDMS: cô chúc Ni, con gái Hồng Loan mãi mãi ở trong tim của cô chú nhé. Con gái Hồng Loan thành công nhé, mãi mãi xinh đẹp. Cô Thị Sang: con mong cho Hồng Loan và Ni thật mạnh mẽ với drama này, giặt trong tù ngoài quá nhiều, cố nghệ sĩ Vũ Linh phù hộ cho hai em. Vâng, dùng hai chữ giặt trong thù ngoài cũng nhiều, vì thời gian gần đây thì ở trong nội bộ cũng có những cái lùm xùm một chút xíu. Thôi như thế này đi, chúng ta thương thì thương cho trót, còn không thương thì chúng ta giống như là chúng ta đang chép nhật ký gì đó, chúng ta gác bút xuống, đừng có chép nữa. Nếu chúng ta cảm thấy mệt mỏi, chúng ta cảm thấy chán chường thì chúng ta không có chép nhật ký đó nữa. Đó, đại khái là như vậy. Chứ nếu mà ai trái ý mình hay ai không làm đúng theo mình rồi mình chửi họ bất chấp thì nó cũng kỳ các bạn ha. Chúng ta cũng vì yêu thương mà đến, đại khái là như vậy thôi. Nguyễn Thị Lý: xem anh chị em chuẩn bị đi Úc mà thấy cảm động quá, mọi người đều thương yêu nhau. Một bạn tên user PC thì có nói: vợ chồng ông Sang mình xem từ đầu tới nay luôn bên cạnh Hồng Loan, thấy thương quá đi, tình nghĩa anh chị em quá tuyệt vời. Vâng, Sang thì từ đầu nuôi cho đến bây giờ là cùng kề vai sát cánh với lại Hồng Loan, trải qua bao gian truân cực khổ, trải qua bao những lời tiếng thị phi, rồi trải qua bao nhiêu cái uất ức này kia nọ, nhưng mà họ vẫn sát cánh bên nhau. Phạm Lành: nhìn các anh chị em đoàn kết thấy thương quá, chúc các bạn đi thành công vui vẻ.
Lê Thị Phương Liên, đại gia đình luôn đoàn kết vui vẻ là nhất rồi, vì có đoàn kết mới được thành công. Đúng vậy, phải có đoàn kết, thương yêu với nhau, trải lòng với nhau thì mới đi lên thành công được. Trang Thúy, thương cả nhà vì yêu thương mà đến, thích nhất đôi dép giày KKKK là đôi dép, hình như là đôi dép của vợ của Huy Sang á, đi ra phi trường có một cái đôi dép giống như đôi dép tổ ong vậy. Bạn Hùng Vương có xem cái tướng của Ni này nghe. Ni có cái cổ cao 3 ngấn, là quyền quý cao sang. Người xưa nói có phú quý cao sang quyền quý lắm, những người mà có cái cổ mà 3 ngấn đó các bạn. Tôi thì tôi không biết cái nó xem bội toàn đó. Bạn Galaxy thì khen Hồng Loan đẹp quá nè, Hồng Loan đi may mắn nhé, ủng hộ cho Hồng Loan. Không có tí trăm buồn hơn một chút xíu nhỉ, đó là lời của Yến Trần. Bạn Hà Thúy Vân, nhìn từ chân cho đến đầu thì thấy Hồng Loan giống ba Vũ Linh ghê luôn nha. Có ai nói là bạn Lao Chanh nè, con bé áo đỏ là con nuôi của Hồng Ni mới nhận. Mình có để ý cái cô bé đó, mình không có biết. Vân Đại Khải thì trong cái chuyến đi lưu diễn ở bên Úc này xong xuôi rồi, về Hồng Loan sẽ có những cái chuyến lưu diễn ở miền Tây nữa các bạn ha. Rồi sau đó trở lại sân khấu Trống Đồng nữa, và lưu diễn nhiều miền Tây nữa. Đi Tây Ninh rồi sau đó về Trống Đồng rồi sau đó lưu diễn ở miền Tây nữa. Mong rằng Hồng Loan sẽ đem lại cho tất cả quý vị nhiều cái niềm vui nè, nhiều cái bản nhạc hay nè, những cái bài nhạc ý nghĩa nghĩ về cha. Và mong tất cả các bà con của miền Nam, phía miền Nam mình á, hãy yêu thương Hồng Loan giống như quý vị đã từng yêu thương cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Cảm ơn tất cả quý vị đã cùng với mình chia sẻ, và xin chúc cho tất cả quý vị được nhiều sức khỏe. Hẹn gặp tất cả quý vị trong một video lần sau. Nếu thấy thông tin hữu ích thì sao? Bấm like, cái chuông và chia sẻ cũng như đăng ký cho mình một cái đăng ký nha. Bye bye!